Hello, Tiến Bình Dương xin chào tất cả những anh em thợ máy trên toàn quốc nha. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ nha, bên gia đình và người thân. Buổi tối hôm nay là tối thứ bảy, tối cuối tuần. Lâu lắm rồi không lên sóng với anh em. Buổi tối hôm nay lên sóng với anh em là để có hai vấn đề cần nhắc đến với anh em. Vấn đề thứ nhất là từ giờ đến Tết, tức là hết năm 2021 này, Tiến Bình Dương kể từ ngày hôm nay đã chính thức không bán sách tài liệu nữa. Cho nên là những anh em nào mà mua sách trên mạng mà có những cái nick Facebook của Tiến Bình Dương giả, thì mọi người nhớ là mọi người đang bị một cái người nào đó giả danh Tiến Bình Dương gửi cho anh em nha. Hôm nay thì Tiến Bình Dương thông báo đến anh em là từ giờ đến Tết nha, từ giờ đến Tết là Tiến Bình Dương không còn bán sách nữa, không bán sách sơ đồ mạch điện nữa, bởi vì hết rồi, không có sách tài liệu FI nữa, không có sách chân IC nữa. Mọi người nhớ nha. Và vấn đề thứ hai là hôm nay sẽ chia sẻ cho anh em cái chiếc xe này nó đang bị trong tình trạng không đè được. Đó, con xe NVX của Yamaha nó đang bị lỗi không đè được. Thì chút nữa Tiến Bình Dương sẽ chia sẻ cho anh em cách và quy trình kiểm tra, cũng như là quy trình bắt bệnh. Xe này thì mới vào thôi, khách hàng mới để lại, Tiến cũng chưa kiểm tra, chưa sửa chữa gì hết. Chút nữa chúng ta cùng nhau sửa chữa và khám bệnh anh em nha. Vâng, và anh em nhớ nha, Tiến Bình Dương đã chính thức hết sách rồi anh em ạ. Tiến Bình Dương chính thức nghỉ không bán sách nữa, trong năm 2021 không bán sách nữa. Anh em nhớ nha, sách FI cũng không còn, sách sơ đồ mạch điện cũng hết, sách chân IC cũng hết, được chưa? Chính vì vậy mà anh em, những người nào mà đang xem video này, mình không cần biết là chút nữa cái video này có bị người khác copy rồi cắt ghép hay không. Nhưng mà Tiến Bình Dương thật đây, xin công bố cho anh em biết là Tiến Bình Dương chỉ có một cái nick này duy nhất thôi. Nick này là nick của Tiến Bình Dương, và ngoài ra Tiến Bình Dương không có một cái nick nào cả. Chính vì vậy, Gia Hùng ơi, thầy không còn sách. Bây giờ kể cả học viên thân yêu của thầy Tiến cũng không thể mua được nữa. Bởi vì có đâu mà bán, có đâu mà mua. Được chưa? Không có nữa rồi. Bây giờ kể cả học trò thân yêu của thầy Tiến cũng không thể sử dụng quyển sách đó nữa rồi ạ. Nha. Cho nên là anh em nhớ cho Tiến là tất cả những anh em trên toàn quốc, kể cả học viên của thầy Tiến và những anh em mà đang đồng hành cùng anh Tiến Bình Dương trong ngành sửa xe, thì mọi người nhớ dùng Tiến là Tiến Bình Dương chính thức đã ngừng phát hành sách, ngừng bán sách mạch điện, ngừng bán sách sơ đồ, ngừng bán sách FI, tất cả các sách Tiến đã ngừng hết rồi. Và 2022, tức là sang năm, sẽ hứa hẹn sẽ có một quyển sách khác liên quan đến chuyên đề đào tạo. Cho nên là bây giờ mình tạm thời là tất cả mọi hoạt động về sách, về tài liệu mình tạm dừng. Đấy. Thì hy vọng là anh em nếu anh em mà còn thấy bất kỳ một cái nick nào trên mạng mà đang bán, thì Tiến khuyên anh em là không nên mua. Bởi vì nếu anh em mua thì đó là sách được copy, được photo ra, cho nên cái chất lượng hình ảnh nó sẽ không được tốt, và sau này anh em xem anh em sẽ phải hối hận, được không ạ? Đó. Mình không cần biết cái video này sau khoảng chừng nửa tiếng nữa thôi, hoặc là ngày mai thôi, chắc chắn cái video này sẽ bị cắt ghép, hiểu không? Chắc chắn là sẽ bị copy lại. Đấy, sẽ bị copy lại và sẽ lại đăng lên là bán hàng, bán sách. Nhưng mà Tiến khẳng định với anh em, hôm nay ở đây có 76 anh em đang ở trước mặt Tiến đây, thì Tiến cũng nhắc lại một lần nữa, mong anh em chia sẻ rộng lên, và để anh em chia sẻ cho những anh em mà người ta chưa hề biết đến thông tin này. Và hãy giúp Tiến nói với mọi người là Tiến Bình Dương đã không còn bán sách trong năm 21 nữa nha. Không còn bán sách trong năm 2021 nữa. Vừa rồi thì có 1.000 anh em là may mắn, 1.000 anh em may mắn được sử dụng, được không? Có 1.000 anh em được sử dụng thôi, chỉ có 1.000 anh em được sở hữu quyển sơ đồ mạch điện thôi. Còn sau những cái buổi live stream này, sau buổi live stream này thì anh em sẽ không còn có sách gốc để mua nữa. Còn nếu anh em nào mà không cảnh giác cao, mà anh em lên mạng anh em mua
ở những cái trang Facebook hoặc là những cái trang page, trang pay mà những cái người kẻ gian mà tạo ra một cái nick tên Tiến Bình Dương giả đó, thì anh em phải chịu, tự chịu trách nhiệm. Vì anh em mua nhầm sách copy cũng như là sách photo thì hình ảnh gần như không xem được các anh nhá. Tất cả những cái sách mà photo copy hình ảnh rất là mờ. Chính vì thế là Tiến khuyên anh em là tốt nhất không đặt hàng nữa nha, đừng mua nữa. Mọi người cứ nghĩ đơn giản đi, Tiến Bình Dương không bán sách nữa, đừng quan tâm đến nó nữa nha. Mọi người đừng quan tâm đến nữa, coi như là chúng ta chưa có duyên để sử dụng quyển gốc nhá. Mọi người cứ xem như là chúng ta chưa có duyên sử dụng quyển gốc đấy. Thì tối hôm nay mọi người nhớ nhá, mọi người phải xem video này, chúng ta cùng nhau bắt bệnh con NVX kia kìa, chúng ta phải xử lý nó, xem nó là lỗi gì nha. Khách hàng mới để lại thôi, Tiến cũng chưa kiểm tra. Anh em nào tò mò thì nhớ ở lại livestream này nhá. Mọi người nhớ nha, mọi người chia sẻ và mọi người nhớ chia sẻ và chia sẻ giúp Tiến và mọi người tuyên truyền giúp Tiến cho nhiều anh em biết là Tiến Bình Dương không bán sách nữa. Mọi người mà mua sách trên mạng nha. Mọi người mà mua sách trên mạng thì chắc chắn là sách photo. Kể từ ngày hôm nay. Hôm nay là bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là mười mấy em nhỉ? 13. Hôm nay là 13. Thì những cái đơn hàng mà Tiến đã gửi đi trước là nói chung là từ nay đến ngày qua, tức là sang tuần tới này. Sang tuần tới này thì anh em nào đang được nhận sách thì đó là sách gốc, sách thật nha. Sách gốc, sách thật. Còn ngoài ra là sau ngày hôm nay, anh em cứ tính đi, sau ngày hôm nay trở đi là anh em sẽ không có quyển sách gốc nữa. Còn khuyên anh em đừng mua sách trên mạng, đừng mua sách trên Facebook, đừng mua sách trên Facebook nữa anh em nha. Tại vì anh em cũng biết rồi đó, thực ra là Tiến cũng muốn dành bán cho anh em những cái quyển gốc, chứ không thể nào để cho những cái người mà những người xấu mà tạo ra cái nick giả, sau đó là copy tài liệu rồi photo rồi bán cho anh em đấy, mà anh em sử dụng sách thì không phải sách gốc, không phải sách thật, mà giá thì vẫn phải chịu cái giá gốc, giá cao. Chính vì thế mà Tiến không muốn cái chuyện này xảy ra nữa. Cho nên từ giờ đến Tết Tiến Bình Dương chính thức nghỉ ngừng hoạt động cái vấn đề là bán sách, bán tài liệu. Mọi người biết tại sao Tiến phải nói dài như vậy không ạ? Bởi vì Tiến nói dài như vậy là vì chắc chắn sẽ có người copy cái video này, cắt cái đoạn này đi, hiểu không ạ? Cho nên là Tiến phải trình bày với anh em, phải nhắc anh em nhiều lần là không được mua sách trên mạng Facebook nữa, không được mua sách trên Facebook nữa anh em nhá. Sách Tiến Bình Dương ngừng bán rồi, ngừng bán rồi ha. Đi vô nhà đi. Bởi vì vừa cái lô sách vừa rồi chỉ có 1.000 quyển duy nhất thôi các anh, chỉ có 1.000 quyển duy nhất thôi và nó đã được đến tay tất cả mọi người rồi. Những 1.000 người may mắn vừa qua đã được đến tay tất cả mọi người rồi ạ. Rất là tuyệt vời. Hoàng Cường hả? Tới nhà thầy mua cho ok, đúng rồi, cứ đến tận nhà, cần cái gì đến tận nhà. Nhưng mà sách thì giờ không còn nhá. Sách không còn nhá. Bây giờ ai mà đặt hàng trên mạng thì mọi người phải chấp nhận đó là sách photo, không phải sách của Tiến đâu. Mọi người chuẩn bị tinh thần để anh em mình ra bắt bệnh nha. Không làm mất thời gian lâu của anh em, chúng ta ra bắt bệnh con xe kia ha. Xem nó bị cái gì ha. Mọi người chia sẻ video đi, gọi anh em vào coi đi. Lợi Huỳnh ơi, anh đã nói rồi, không thể có nữa, bây giờ không có cơ hội rồi, chúng ta không có duyên nha, chúng ta chưa có duyên để sở hữu cuốn sách đó rồi. Đang đâu ạ? Ủa, Sài Gòn về hả? Đây này, anh này đến mua sách mà không có này, phải đi về này nha. Anh này giờ đến mua sách không có, giờ phải đi về này. Chuẩn bị sửa con NVX lỗi 12. Yeah.
Mãi nói chuyện quên mất tiêu. Mọi người nhớ nhá, nhắc lại một lần nữa, Tiến Bình Dương nghỉ bán sách rồi. 2022 mới có sách nhá. 2022 mới có sách. Bây giờ anh em là mình khuyên anh em là không nên đặt sách ở trên YouTube hay Facebook nữa, bởi vì Tiến Bình Dương đã ngừng bán sách rồi, chính thức ngừng bán sách, ngừng hoạt động bán sách. Anh em cũng biết là trên Facebook có rất nhiều cái nick Facebook Tiến Bình Dương giả, đúng không ạ? À, họ bỏ tiền đó, họ chạy quảng cáo để họ bán sách photo này. Đấy. Rồi rồi họ làm các kiểu cái tên để giống tên mình. Nhưng mọi người nhớ nha, Tiến Bình Dương chỉ có một cái tên nick là Tiến Bình Dương thật mà thôi. Hy vọng sau video này đừng có ông nào lại có thêm cái Tiến Bình Dương thật thứ hai nữa, mệt lắm. Anh em nhớ nhá, sách là không có nữa đâu, không có sách nữa đâu nghe. Khuyên anh em, hy vọng anh em, và mình khuyên anh em, hy vọng anh em là đừng đặt sách trên Facebook nữa, để tránh mua nhầm sách photo nha. Đó. Hy vọng các anh là đừng đặt hàng, đừng đặt Facebook, đừng đặt sách trên Facebook nữa. Còn ví dụ mà mọi người mua máy đọc lỗi, hay là mua đồng hồ, hay là mua thiết bị kiểm tra này kia đó, thì các anh cứ liên hệ Zalo cho Tiến nha. Dũng tay ga bảo làm tích xanh. Làm tích xanh thì giải quyết được gì? Bởi vì cái Tiến Bình Dương bây giờ nó tiềm, nó in vào tiềm thức của anh em thợ sửa xe máy rồi. Cho nên là bây giờ cứ cái gì cứ có cái chữ Tiến là nó ra hết. Thành ra là bây giờ không làm tích xanh được anh ạ. Đấy, thôi thì đấy, Tiến chỉ nhắc anh em lại một lần nữa như thế thôi nha. Hy vọng là anh em đừng đặt sách trên Facebook, đừng đặt sách trên YouTube nữa nha, để tránh mua nhầm sách photo. Đấy. Thực ra thì vài trăm nghìn chúng ta không cảm thấy không tiếc, nhưng mà khi mà chúng ta mua nhầm cái sách photo á, là chúng ta không sử dụng được, nó bực bội lắm các anh ạ. Nên là mình khuyên các anh là không nên đặt hàng trên Facebook. Không nên đặt hàng trên Facebook, tránh mua nhầm sách photo copy. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta ra xe đi. Để có đi đâu không? Ở đây chơi. Phụ thầy tháo con này đi. Ok. Nào, chúng ta bắt đầu ra xe tiến hành khám bệnh cho em nó. Thì bây giờ nhá, chúng ta sẽ quan tâm vào đây này. Đúng rồi, sang năm 2022 thầy Tiến mới dạy lại em ạ. Đây, đây là chiếc con xe NVX này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Nó đang ở cái tình trạng là gì? À, đèn FI sáng liên tục ha. À, lỗi 12, bóp thắng bấm đề nè. Em gạt trống lên chưa? Gạt trống lên. Đúng rồi, bấm đề không nghe tiếng giờ le nhảy, mình phải gạt trống lên. Bóp thắng bên kia. Ồ, đó, lúc được lúc không anh em ạ. Khách bảo là, khách nói là lúc được lúc không. Mà bây giờ thì nó nguội là nó lại được anh em ạ. Bóp thẳng sâu vào. Bóp thẳng sâu vào. Đấy, nó nguội thì nó được. Rồi, nó nguội thì nó được đúng không ạ? Thì bây giờ đối với cái ca này, chúng ta không cần phải làm gì quá phức tạp nha. Việc của anh em là bình tĩnh, tháo cái mâm điện ra, kiểm tra mâm điện, được chưa? Thằng Hữu Toàn biết cái gì mà nói thay xe mới em. Này tháo lại cho anh lẹ. Mọi người nhớ nha, dễ làm trước khó làm sau hen.
phải nhắc anh em thêm lại lần nữa nhá. 2022 Tiến Bình Dương mới chính thức bán lại sách nhá. Còn từ giờ đến Tết là Tiến mong anh em là gì? Anh em đừng đặt hàng, đừng đặt sách trên Facebook hay là YouTube gì hết. Bởi vì Tiến Bình Dương đã chính thức không bán sách nữa. À, em để ý luôn cái phần này trước em. Em mở cái cốp này ra trước đi. Em mở cốp này, cái hộp. Ừ đúng rồi. Nhiều khi nó cái xử lý cái rác ba pha trước đi. Còn mâm điện tí mình vệ sinh sau. Những cái dòng xe mà đi ở đầm lầy thì Tiến xin chia sẻ cho anh em này. À, riêng cái dòng con xe này á, là ở khu vực những như là Đắk Nông, Bình Phước hoặc là ở những khu vực Đắk Lắk, Gia Lai thì những cái xe này á, anh em để ý à, sử dụng trên vùng đất đỏ rất là nhiều. Thì cái trường hợp mà lâu lâu đè được lâu lâu không này là trường hợp rất là gặp thường xuyên. Thì khuyên anh em á, là nên tháo vô lăng mâm điện ra vệ sinh sạch sẽ. Còn đối với cái rắc mâm điện ba pha thì trong cái trường hợp những cái dòng NVX này thì nó hay bị cháy nha. Đó, cho nên là anh em để ý là chúng ta sẽ có cái kinh nghiệm để làm những cái dòng xe đời này ha. Anh em nhớ nha, sách Tiến Bình Dương không bán nữa nha. Anh em nào mà đặt sách, mua sách trên Facebook, mua trên YouTube, anh em tự chịu trách nhiệm bởi vì đó là sách photo. Từ giờ đến Tết, Tiến Bình Dương không bán sách nữa và cũng ngừng hoạt động bán sách anh em nha. Hên quá tự dưng có bác thợ bác ấy vào bác ấy hỗ trợ. Đúng rồi, kiểm tra cái chỗ rắc, cái rắc ba pha, mâm điện rắc ba pha đúng rồi. Em mổ cái chỗ rắc này, lấy kéo cắt cái rắc này. Cái chỗ cái rắc, rắc cắm á. Những dòng xe này thì cái rắc của nó rất là ngắn. Anh em mình để ý là sau khi mình làm, nếu mà khách hàng có điều kiện mà thay á, thì chúng ta nên thay cái loại mâm điện mà đi rời á. Anh em nhớ nha, Tiến Bình Dương không bán sách nữa. Tất cả các loại sách, sách sơ đồ mạch điện, sách FI, sách chân IC, Tiến Bình Dương đã ngừng bán, ngừng phát hành. Cho nên là anh em không được đặt sách trên YouTube hay là Facebook để tránh mua nhầm sách photocopy, tránh những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra. Bởi vì Tiến Bình Dương chỉ có 1.000 quyển sách sơ đồ mạch điện, Tiến Bình Dương đã chia cho anh em đầy đủ hết rồi. Anh em nào, những 1.000 anh em trong thời gian vừa qua, 1.000 anh em đã được sở hữu. Và đó là những người may mắn được sở hữu sách gốc. Còn bây giờ những người nào mà thực sự cần thì Tiến Bình Dương khuyên anh em hãy đợi 2022, đừng mua bây giờ. Bởi vì nếu các anh mua bây giờ, các anh sẽ dính ngay sách photocopy. Mà những cái sách photocopy thì nó rất là mờ, anh em sẽ không thể học được, không thể tra cứu được. Thấy cái rác không em? Tiến Bình Dương 2021 này là không bán sách nữa nha. Từ giờ đến Tết không bán sách mạch điện nữa, không bán sách FI nữa. Cho nên là anh em đừng đặt hàng trên Facebook hay là YouTube, tránh mua nhầm sách giả. Mọi người có tin không? Cái video này Tiến Bình Dương sẽ nhắc liên tục về vấn đề không bán sách. Mọi người có tin là sẽ không có ông nào mà dám copy cái video này để đăng sang cái trang giả. Còn nếu ông nào mà dám copy cái video này để đăng sang trang giả thì chắc chắn anh ta phải chấp nhận. Phải chấp nhận điều đó. Bởi vì video này nhất định là anh em này không thể cắt sửa. Tại vì Tiến Bình Dương sẽ thường xuyên nhắc anh em là không được mua sách trên YouTube, Facebook. Nếu anh em thực sự cần sách của Tiến Bình Dương, hãy đợi Tiến Bình Dương trong sang năm 2022. Và tất nhiên là Tiến cũng chỉ phục vụ những anh em thương yêu Tiến mà thôi, đúng không ạ? Còn Tiến không phục vụ những anh em mà đang ganh tị với Tiến, đúng không ạ? Tiến chỉ phục vụ những anh em thực sự cần, thực sự yêu thương mình thôi. Còn những anh em nào mà có những cái tiêu cực thì Tiến Bình Dương không hoan nghênh. Có cần đèn không? Cần đèn không? Em cắt cái bao ra được rồi, cắt cái bao thôi, mình nhìn cái rắc thôi. Xem cái rắc nó có ấy không? Cần thiết thì đấy mà. Rồi, em cứ tháo mâm cho chắc cú. Đằng nào xe này nó cũng rất là bẩn, đằng nào phải vệ sinh. Anh này là nhà anh ấy ở tận trên Dầu Tiếng nhá. Cách nhà thầy Tiến 80 cây không? 80 không? Anh này anh cách nhà thầy Tiến 60 cây nha. Buổi tối hôm nay xuống đây thầy trò gặp nhau à.
Những con người ham học hỏi thì không bao giờ ngại những cái vấn đề xa xôi hay là khó khăn đâu các anh ạ. Uống nước này. Đấy. Làm loang bò húc cho nó tỉnh người. À, những khách hàng nào mà ở khu vực Dầu Tiếng á, mà có những chiếc xe cao cấp mà cần sửa chữa thì các anh cứ đến tiệm của anh Tú này nhá. Tiệm của anh Tú nằm ở khúc nào? Ở huyện Long Hòa. Xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng của tỉnh Bắc Ngã gì tỉnh Bình Dương nhá. Anh này ở Long Hòa, Dầu Tiếng. Quý khách hàng mà có xem YouTube, Facebook của Tiến Bình Dương thì xem nào, xe tay ga cao cấp á, mà lỡ có bị hỏng á, mà cần bảo trì hay sửa chữa thì các anh cứ đến tiệm anh Tú đây ạ. Anh Tú đây là một trong những học viên cũng là học viên ưu tú ở tại nơi Tiến Bình Dương đào tạo đấy ạ. Đây là cây hút 500 này. Và anh em nhớ nhá, có cây hút 500 này. Ra chưa? Ra cái lồng đèn chưa? Và anh em nhớ nha, nguyên tắc khi chúng ta khám bệnh thì chúng ta hãy nhớ là gì? Dễ làm trước, khó làm sau. Tại sao mà có nhiều anh em là cũng biết lỗi 12 nhưng mà anh em sửa lại không được, đúng không ạ? Mà tại sao có một số anh em người ta nghĩ rất đơn giản thì người ta lại làm được? Là bởi vì là anh em nghĩ đơn giản thôi. Anh em càng nghĩ đơn giản thì càng dễ làm, còn anh em càng nghĩ phức tạp thì nó càng khó. Hiểu không ạ? Thực ra thì ví dụ đi, cái lỗi 12 thì trên lý thuyết nó là cảm biến CKB. Đấy, còn khi chúng ta làm nhiều, kinh nghiệm nhiều thì chúng ta sẽ để ý là gì? Cái dòng Yamaha này này, là riêng con NVX này, là cái bộ đề từ của nó là bao gồm mâm điện 3 pha. Đó, nó cũng sẽ dẫn đến cái tình trạng báo lỗi 12 nhé. Cho nên là chúng ta để ý, ví dụ trong trường hợp này, thì tôi lấy giả dụ đi, chẳng hạn như nếu như cái xe này giờ đang trong tình trạng không đề được, thì việc của các bạn sẽ phải kiểm tra đo đạc CKB cho nó đầy đủ, đúng không ạ? Đó. Còn tuy nhiên thì con này là lúc bị lúc không. Thì bệnh chính của con này là đa phần là hỏng cái rắc mâm 3 pha là cái thứ nhất. Cái thứ hai là do nó bị quá dơ bẩn nha. Bởi vì những cái dòng đề từ nếu dơ bẩn quá nó cũng sẽ ấy nhá, nó cũng sẽ dẫn đến cái trường hợp là sinh ra cái tình trạng là lúc đề được lúc không. Và mọi người nhớ nhá, nhắc lại thêm lần nữa này. 2021 từ giờ đến Tết, Tiến Bình Dương đã ngừng hết tất cả các hoạt động bán sách rồi. Mọi người đừng có đặt sách trên Facebook hay là trên YouTube nữa. Tất cả những cái trang pay Tiến Bình Dương hay là Tiến Còi Bình Dương hay là những cái trang mà mới ra thì mọi người để ý tất cả những cái trang mà đang bỏ tiền chạy quảng cáo đó, tất cả là trang giả hết, không phải là trang của Tiến Bình Dương đâu ạ. Hy vọng là mong anh em là cùng nhau chia sẻ cũng như là cùng nhau bảo những anh em bạn bè của mình là đừng mua sách của Tiến Bình Dương trong thời gian này. Mọi người nhớ nhá, trong thời gian kể từ hôm nay. Hơi cứng đúng không? Tại vì con này để khá là lâu nên nó hơi cứng. Nên là Tiến khuyên anh em là không đặt hàng trên Facebook, không đặt hàng trên YouTube và trang Facebook. Chờ chút thầy bật máy hơi đây. Để anh em tránh mua nhầm những cái sách photo về anh em sẽ không thể học được. Còn mọi người nào mà anh em đang hỏi anh Mạnh Cương đúng không ạ? Anh Mạnh Cương cũng chỉ còn 100 quyển thôi ạ. Anh Mạnh Cương cũng chỉ còn 100 quyển thôi. Và anh Mạnh Cương cũng chỉ bán hết 100 quyển này là anh Mạnh Cương cũng sẽ dừng lại rồi các bạn ạ. Và Tiến mong
Đây, các bạn nhìn thấy không ạ? Nếu mà các bạn cứ nghĩ nó khó khăn, hay là đấy. Nếu các bạn để ý này, đấy các bạn nhìn thấy không ạ? Nếu các bạn cứ nghĩ nó cao siêu mà các bạn bỏ qua cái vấn đề cơ bản thì các bạn nhìn thấy không? Nó rất là bẩn đúng không? Nó rất là bẩn và nó đây chính là cái trường hợp mà dẫn đến tình trạng xe đề từ nó sẽ đề kém. Và các anh nhìn ở trong đây ạ, anh Tú bật đèn này. Mọi người nhìn ạ, rất là nguy hiểm, thấy không? Đó, bởi vì nó quá bẩn, thấy không? Mọi người nhìn thấy không? Và đây chính là cái dấu hiệu mà nhiều xe mà anh em cứ chủ quan, không chịu kiểm tra, không chịu vệ sinh, không chịu làm. Mà anh em cứ đi làm những cái cao siêu thì nó sẽ dẫn đến anh em là càng bệnh từ dễ sẽ trở thành bệnh khó nha. Rồi, bây giờ tháo nó đi, tháo nút này, rút hẳn ra. Con này thì ngày mai tôi sẽ thay một cái phốt mâm điện cho nó. Và tôi sẽ khuyên khách hàng là nên sử dụng cái mâm điện có dây đấu trực tiếp từ dưới mâm về thẳng chân ECM để cho nó tăng cái tính độ bền lên. Cho nên mọi người thấy không ạ? Quan điểm cho sư phụ mượn đèn. Mượn đèn. Cho nên là quan điểm của Tiến ấy, là Tiến muốn anh em là khi mình làm bất kỳ một công việc gì đó, mình nên nghĩ đơn giản. Thứ nhất là đơn giản. Thứ hai là mình phải nghĩ này. Thực ra những cái xe cao cấp nó không dễ dàng hư hỏng như vậy đâu. Đó. Cho nên là mọi người chỉ cần làm theo từng bước. Mọi người chỉ cần làm theo từng bước thì mọi người sẽ không bao giờ bị vật. Anh em nhớ nhá, Tiến Bình Dương là nghỉ bán sách từ giờ đến Tết rồi. Nếu anh em nào còn yêu thương và còn mến Tiến và muốn sở hữu sách của Tiến Bình Dương thì đợi anh em, ui trời ơi kinh chưa? Thì đợi anh em là 2022 nhá. Mọi người nhìn thấy kinh chưa? Quá kinh như chứ. Ok chưa? Mọi người thấy không ạ? Bệnh của nó ở đây chứ ở đâu ạ? Quá nguy hiểm đúng không? Rút rác ra, mai thay cái phốt. Mình khuyên anh em là không đặt sách trên Facebook, không đặt sách trên YouTube để tránh mua nhầm sách giả, sách photo. Còn hẹn anh em, những anh em nào mà còn thực sự muốn dùng sách của Tiến Bình Dương thì hẹn anh em là 2022 Tiến Bình Dương sẽ cho ra một quyển sách cực kỳ hot gửi đến anh em. Đấy, cho nên là anh em hãy đợi đi ạ, cứ đợi đi ạ, sẽ có 2022 sẽ có quyển sách cực kỳ hay. Rồi, cảm ơn Thái Nguyên. Mọi người nhớ nhá, mọi người chia sẻ mạnh video này đi. Và mọi người nhớ chia sẻ báo cho anh em nó biết, để cho những anh em ở vùng quê biết là sách của Tiến Bình Dương không còn bán trong năm nay nữa nha. 2021 đã ngừng bán sách. Cái rác cũng cháy hết rồi, thả rút mạnh, nó nóng quá mà. Nóng quá. Dính luôn đúng không? Anh cắt cái bảo vệ đi, cần thiết thì mai thầy cũng ấy. Con này mai thầy cũng thay mâm điện loại dây ấy à. Loại dây dài à? Chứ cái này xài không ấy đâu. Hai không hai hai chúng ta gặp nhau ở tại trung tâm. 2022 thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Còn sau này từ giờ đến Tết thì tôi sẽ tổ chức một số những cái lớp online, thì anh em nào thiện chí thì chúng ta có thể tham gia ha. Chắc không ra nổi đâu. Nó cũng ten rồi, đất nó bám vào xong rồi nó cháy, nó oxy hóa rồi. Đây cái vít ra. Đây có vít dẹt. Nhắc lại một lần nữa nha anh em Facebook nha, anh em Facebook và anh em YouTube nha. Tiến Bình Dương đã ngừng bán sách nha. Cháy rồi, cháy. Tại vì nó bẩn quá, nó sinh nhiệt, nó nóng quá. 2022 mới có lại sách nha cả nhà. 2021 là ngừng bán sách rồi nha cả nhà. Đấy, ghê không? Mọi người biết tại sao mà những cái xe này nó hay xảy ra tình trạng này không? Là bởi vì nó quá bẩn á, sau đó nó sinh ra bị quá nhiệt. Khi bị quá nhiệt nó sẽ dẫn đến tiếp xúc không tốt, nó sẽ làm cháy. Và đây là cái bệnh kinh niên của mấy cái dòng này. Và với ca này thì nếu khách hàng mà muốn tốt, muốn sử dụng ngon thì khách hàng nên thay một cái bộ mâm đời mới, là cái loại mà rắc đi lên trực tiếp. Thì đối với các loại rắc đi lên trực tiếp thì nó sẽ rất là bền, nó sẽ không xảy ra tình trạng này nữa. Còn đối với cái trường hợp này thì ngày mai là tôi sẽ thay một cái phốt mâm điện
Đúng không? Thay cái phốt mâm điện trước. Sau đó tôi sẽ hỏi khách để chúng ta sẽ thay cái mâm này cho khách sử dụng cái loại mâm xịn hơn và dây dài hơn, tăng cái tuổi thọ, tránh bị cháy như vậy hơn. Ừ, đi hết rồi. Bữa này đồng chí AB 16, 16 cái gì đều chịu nó. Đúng rồi, anh Võ Văn Lộc ạ, Tiến Bình Dương chính thức ngừng bán sách trong năm nay nha. Trong năm nay Tiến Bình Dương không còn bán sách nữa. Anh em nào mà chưa được sở hữu sách sơ đồ mạch điện thì hẹn các anh sang năm sau. Đấy, bởi vì sách chỉ có 1.000 quyển thôi nhưng mà đã dành cho 1.000 anh em may mắn nhất rồi. Phút hả? Ngoài đúng không? Nằm ngoài dễ lấy. Mặt trong là cực luôn. Đúng rồi, mặt trong thì phải thua đấy. Cả nhà mình có ai nhớ cái phốt này số bao nhiêu ạ? Inbox cho Tiến cái nhá. Lâu quá không làm, không biết cái phốt này số bao nhiêu. Cả nhà ơi, cả nhà, anh em nào mà đang làm trong hãng Yamaha á, mà anh em biết cái phốt này số bao nhiêu thì anh em inbox cho Tiến cái nhá. Để mai đi mua cho nó dễ. Từ từ cậy nhá, lỡ lỡ mua không có là nhọt á. Nhưng chắc là có thôi. Phốt này chắc đẩy. Này nó mâm. Này chắc 30. Anh Nguyễn Thanh ơi, khóa học online thì khi nào có Tiến sẽ thông báo nha. Vâng, anh em cảm ơn hơn 100 anh em đã theo dõi cái video này. Thì anh em thấy nó có giúp gì cho các anh không ạ? Nó có giúp được các anh phần nào không ạ? Hy vọng là video hôm nay thì giúp được các anh phần nào nha. Mọi người cứ nhớ là theo nguyên tắc thì chúng ta cứ dễ làm trước, khó làm sau nha. Và mình sẽ làm theo từng căn bản, làm từ cái dễ làm đi nha. Đừng nghĩ nó phức tạp, bởi vì khi mình nghĩ phức tạp thì nó sẽ là khó làm thôi. Hả? Kệ đi, mai rửa ra xong rồi lấy cái phốt ra cậy. Ủa, xe không có két nước đâu, không có miếng nước đâu. Chưa, không có miếng nước nữa. Con xe này khá là cày. Đúng rồi, dễ làm trước, khó làm sau. Khó quá, mình làm từ từ nha. Vâng ơi, em mang anh cái túi xà bông anh cho bác rửa tay á. Nên là anh em mình cứ thế mà làm ha, dễ trước khó làm sau. Mọi người nhớ nhá, sách là không bán nữa đâu nhá. Anh em chia sẻ và công bố cho tất cả anh em toàn quốc biết nhá. Sách là Tiến Bình Dương đã ngừng bán rồi, sách FI cũng không có, sách mạch điện cũng không có, sách sơ đồ chân IC cũng không có. Được chưa? Tất cả các sách đều ngừng hoạt động, đều ngừng có ha. Đều ngừng in. Nước đây em. Bác cái gọi. Bác cái gọi. Cái gọi xả ra ngoài. Đúng rồi. Lấy ba lọ xà bông với Nam, mẹ. Chưa biết phốt số bao nhiêu. Đang điều tra. Vô bảo mẹ đưa ba lọ xà bông. Đi đi. Alo, Tiến nghe. Ừ, Tiến nghe đây. Xe gì anh? Vết ba là xe phun xăng hay bình xăng con à? Dạ, phun xăng xe anh nó bị sao ạ? À? Ý là đè nổ lên cái tiếng, ý tiếng garanti nó lớn quá hả? À, đều nó kêu to. Bên em không làm cơ khí anh ạ, à. anh vô biazo đi nhá. Dạ, bên em làm điện thôi ạ. À. Cảm ơn anh nha. Chia sẻ video đi mọi người. Mọi người nhớ nhá, Tiến Bình Dương là nghỉ bán sách rồi. Nên là anh em nào mà có mua sách trên mạng là anh em phải tự chịu trách nhiệm. Đó là tất cả là sách photo hết nha. Và những anh em nào mà đã đặt sách Tiến cách đây khoảng 2 ngày, 3 ngày thì anh em yên tâm, Tiến đã gửi cho anh em hết rồi. Còn kể từ ngày hôm nay trở đi á, là không có quyển sách nào được phát hành nữa. Chính vì vậy mà khuyên anh em
là đừng đặt trên Facebook nữa, đừng đặt trên Facebook, đừng đặt trên YouTube để tránh sách photo nha. Đấy, tránh sách photo. Anh Quân tay ga bảo là gì? Bảo là dễ thì làm, khó xe à thì khó thì đẩy xe tới thầy Tiến. Cũng tùy ban thôi anh, cũng tùy ban, có những ban phải đẩy đến đây thật đấy. Có những ban phải đẩy tới đây thật đấy. Thôi anh Tú bỏ đi ngồi nước đi, anh Tú. Bỏ đi mai thầy Tuấn. Mai vệ sinh sạch sẽ đi, báo khách hàng là thay cái loại mâm mà mâm dây lớn à dây dài ấy. À vợ ơi. Cầm cho anh cái mâm dây lớn hay à, mâm dây dài đấy các. Anh review cho anh em, chia sẻ cho anh em luôn các. Anh Lưu Trần ơi, thà rằng mình tiếc còn hơn là mua nhầm anh ạ. Mình tiếc còn hơn là mua nhầm. Hẹn anh 2022 nha. Hẹn anh 2022 sẽ có. Sách của Mạnh Cương cũng chỉ còn 100 quyển thôi các anh ạ. Nguyễn Văn Hợp ơi, sách Mạnh Cương chỉ còn 100 quyển thôi. Anh có mua thì anh mua ngay ngày hôm nay đi, chứ còn sau ngày hôm nay là cũng hết đấy. Anh Mạnh Cương bán cũng nhanh lắm. À cái gì vậy? Lấy cái mâm điện của Basic ấy, hôm mà mình mua ấy. Cầm đây review cho anh em. Ở trên tủ kiến á. Cái mâm điện á, nặng á. Vâng, cảm ơn anh Xíu Sipo. Em chỉ hay xe này thôi chứ Sipo em chịu, em không sửa được Sipo. Sipo nó không phải chuyên ngành của em. Hy vọng mọi người tuyên truyền cái thông tin này đến với tất cả anh em thợ máy trên toàn quốc nha. Anh em mà thấy ông nào mà có cái nick Tiến Bình Dương hoặc là Tiến Còi Bình Dương mà bán sách á, thì các anh hãy comment vào đó cho Tiến là lừa đảo nha. Không có nha. Tiến Bình Dương không bán sách nữa kể từ ngày hôm nay. Heo lửa. Ừ, 2022 có hàng VIP. 2022 có hàng VIP, đúng rồi. Cực VIP luôn. Đây anh em này. Nếu mà những cái dòng BCX này mà nó thường chết cuộn à, nó thường bị như vậy, các anh lên tư vấn khách hàng làm cái mâm như thế này. Đấy. Đây anh em nên tư vấn khách hàng là làm cái mâm kiểu này này. Mâm này là mâm dây dài. Dây dài thì nó không bị cháy. Anh em Bình Dương cứ qua nhà lấy nhá. Bên nhà nhiều anh em cứ qua đây lấy. Đây là cả nhà nhìn này. Đó. Cái rác này này, chúng ta sẽ cắm được lên trực tiếp chân ESM. Và cái dây nó rất là dài. Đấy, này thì không bao giờ lo bị cháy nữa. Mọi người hiểu không ạ? Không lo bị cháy nữa. Sướng không? Mọi người nhìn thấy cuộn điện đẹp không? Và cái này là hàng chính hãng hết nha anh em. Anh em mua ở ngoài là dễ mua dính phải hàng lô lắm á. Nên là anh em phải mua là phải kiếm chỗ quen biết là mua. Đây, CKP. Đấy, đẹp không? Cắm rắc vô là lượm tiền. Ngày mai cái bộ này sẽ được gắn lên xe khách. À. Ok, Phú Cường Lê. Đấy. Anh em thấy không, những cái xe đời mới là chúng ta thay cái này cho khách à. Cắm thẳng vào chân ESM. Và bây giờ nhà máy Yamaha họ cũng khuyến cáo khách hàng là sử dụng cái mâm như thế này rồi, để nó tăng cái độ bền cho vấn đề mà bị cháy rắc hoặc là cháy mâm nha. Bởi vì cái rắc mà tiếp xúc không tốt thì nó sẽ sinh nhiệt. Sinh nhiệt thì nó sẽ dẫn đến trường hợp bị cháy thôi ha. Nhiêu tiền á? Cái này em không biết là nhiêu tiền á, tại cũng mua để lâu không nhớ nữa, để coi lại hóa đơn nha. Nói chung là trên mạng này thì anh em mình không nên hỏi giá. Không nên hỏi giá, bởi vì bây giờ thầy Tiến thay rẻ các anh chửi thầy sao? Đúng không nhỉ? Đấy, nói chung là không nói giá được. Nói giá lỡ các anh bảo thầy Tiến thay rẻ thế thì sao, đúng không? Không nói giá, nói giá khách hàng. Bây giờ cái việc giá cả thì anh em mình đàm phán với khách hàng. Chứ còn anh em thợ thuyền với nhau thì anh em mình cứ Zalo, trực tiếp Zalo nhá. Đấy. Chứ còn bây giờ mà mấy cái này anh em mình không nên cho giá cả ở trên mạng, nó mất hay. Đấy. Nhiều khi ông này làm rẻ, ông kia làm đắt, nó lằng ngoằng, ảnh hưởng đến anh em, hiểu không? Nhiều khi có ông mặt bằng nó thuê 40-50 triệu một tháng thì người ta phải lấy cao.
Còn các anh mặt bằng ở quê thì có 5-7 triệu hoặc là mặt bằng nhà thì các anh lấy rẻ hơn một chút, lấy công làm lời, đúng không? Còn như nhà Tiến ở đây thì ví dụ như bây giờ mặt bằng nhà thì mình làm cho khách quen thì mình kiếm 200 ngàn cà phê chẳng hạn như thế. Cho nên là anh em mình không nói giá trên đây ha. Ok. Nếu khách hàng mà đang xem video này thì cũng thông cảm cho anh em thợ nha. Thông cảm cho anh em thợ. Bởi vì có những anh em là mặt bằng thuê rất là đắt, cho nên là nhiều khi là cái giá thành nó sẽ cao hơn để trả tiền lương cho thợ, cho thuyền. Còn có một số những anh em ở quê thì mặt bằng nhà đấy, thì nói chung là giá cả nó sẽ mềm hơn đấy. Hy vọng là anh em cùng nhau tương tác. Khách hàng nào yêu mến thì tương tác, khách hàng nào mà không yêu mến thì cũng phải chịu thôi. Còn chắc chắn một điều là các anh mà mang ra hãng thì không thể rẻ rồi. Các anh mà mang ra hãng thì không thể rẻ rồi, bảo đảm anh em luôn nha. Đang nói khách hàng nha, Tiến đang nói đến khách hàng á. Bảo đảm các anh mà mang cái này mà ra ngoài hãng thì đắt lắm, hiểu không? Không bao giờ dưới 2 triệu, đúng không ạ? Bởi vì hãng nó có nhiều cái dịch vụ tốt mà, đâm ra nó phải cao tiền thôi à. Rồi, thế thì video này Tiến Bình Dương xin tạm dừng tại đây nha. Tiến Bình Dương xin nhắc anh em lại một lần nữa là hãy chia sẻ cũng như là hãy tuyên truyền thông báo cho tất cả anh em thợ máy trên toàn quốc là Tiến Bình Dương đã nghỉ bán sách trong năm 2021 kể từ ngày hôm nay. Hôm nay là 13 tháng 11 đúng không? Kể từ ngày 13 tháng 11, Tiến Bình Dương chính thức không bán sách FI nữa, không bán sách mạch điện nữa, không bán sách chân IC nữa nha. Cho nên là anh em nào mà lỡ mua hàng trên Facebook kể từ ngày hôm nay trở đi là anh em đều mua nhầm sách photo, chứ không phải sách của Tiến. Hiểu không ạ? Mời cả nhà uống nước ạ. Tiến thì chưa được ngủ đâu, Tiến còn nhiều việc lắm, chưa được ngủ đâu các anh ạ. Rồi, anh em mình mà có câu hỏi gì á thì anh em mình cứ nhắn tin Zalo hỏi Tiến nha. Xin chúc mọi người mạnh giỏi nha, chúc mọi người ngủ ngon nha. Cho anh Tú chào mọi người cái nha. À, khách hàng nào mà ở trên khu vực Dầu Tiếng, cái gì Hòa đó? Long Hòa. Ừ, Long Hòa. Thì khách hàng mà đi xe tay ga cao cấp mà cần tìm một nơi sửa chữa thì các anh cứ đến tiệm của anh Tú. Tiệm của anh Tú nằm ở ngay quốc lộ gì nhỉ? Trên đường 749 à? Ờ, trên đường DT 749 nha, cửa hàng rất là lớn. Ngay trường học cấp 3 Long Hòa. À, ngay trường học cấp 3 gì? Long Hòa. Trường học cấp 3 Long Hòa. Đấy, nếu mà khách hàng nào ở khu vực Bình Dương, đấy, Bầu Bàng hay là Dầu Tiếng, Tây Ninh mà gần gần ở khu vực của anh Tú thì những cái xe xịn thì cứ mang đến anh Tú giải quyết cho nha. Đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh. Chúc mọi người ngủ ngon.